Xin chào tất cả các bạn, mình vừa mới làm một vòng shopping ở trong khu mua sắm đồ lưu niệm của Đại học Stanford. Và đây mình đang mặc một chiếc áo mới của Stanford ở trên người. Và mình cảm thấy rằng mình rất vui khi mình mặc chiếc áo này, bởi vì mình cảm thấy mình có một cái sứ mạng lớn hơn cho cuộc sống, cho bản thân, cũng như là cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, khi mà mình sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người tìm ra được con đường học vấn của mình, để làm sao tất cả mọi người chúng ta đều có thể thành công hơn trong học tập, sự nghiệp cũng như cuộc sống. Và học ở đây, như mình vẫn nói, không phải chỉ học ở trường lớp một cách chính thức, mà chúng ta có thể học ở ngoài cuộc sống, học qua những video clip, học qua những audio, những băng cassette, để chúng ta thực sự hoàn thiện bản thân mình, để chúng ta trở thành một người tốt hơn, có một kỹ năng tốt hơn để sẵn sàng sự thành công. Bởi vì sự thành công sẽ đến đối với những người chuẩn bị cho nó. Và mình chúc tất cả các bạn hãy học tập thật tốt, hãy cố gắng thật nhiều để làm sao mình có được những thành công lớn hơn trong học tập, sự nghiệp cũng như cuộc sống. Và mình cũng mong thêm một quyển sách này. Quyển sách này có tựa đề là Câu hỏi và tuyển sinh vào trường Đại học Stanford. Và mình sẽ đọc quyển sách này và mình cũng chia sẻ những thông điệp cho các bạn Việt Nam để các bạn có được cái chiến lược để có thể vào được các trường đại học lớn trên thế giới. Bởi vì trường Đại học Stanford là một trong 10 trường đại học lớn hàng đầu tại Mỹ cũng như trên thế giới. Do vậy, nếu mà các bạn vào được Stanford, nếu mà các bạn có được khả năng chinh phục Stanford, thì chắc chắn rằng các bạn có khả năng chinh phục rất nhiều trường đại học lớn khác. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin mình đọc được, mình góp nhặt được và mình học tập được. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào.